Hình như có rất là nhiều bạn thích con cá nóc này. Mấy bạn thường hay nói với mình đó là ở đâu muốn mua hay là muốn mình tặng. Nhưng mà mấy bạn biết sao không? Cá nóc ở chỗ mình thì rất là nhiều. Thật sự là mình cũng muốn đem tặng cho mấy bạn lắm. Nhưng mà bây giờ vận chuyển như thế nào, rồi làm sao để mà giữ cho nó được sống thì rất là...